Ui rồi, thằng con mình mua cái gì mà hết 200 triệu, mấy trăm triệu đây này. Gửi thông báo về đây này. Rồi ôi. Ui bố ơi, bố ơi, bố ơi. Bố, bố cho con tiền mua xe đạp điện đi. Hôm qua tao vừa mua cho mày một cái xe đạp điện, bây giờ lại đòi mua tiếp. Mày mua nhiều thế mày cũng đi hết không? Con trẻ tử bị người ta ăn trộm rồi. Mất rồi. Ơi. Lại mất hả quân? Vâng. Một tháng 30 ngày tao mua hết 29 ngày cái xe đạp điện cho mày rồi. Suốt ngày mua này quân. Nhà mình nhà giàu ba sợ gì bố. Giàu phải tiết kiệm. Con có biết bao nhiêu tiền một cái xe đạp điện không? Không. 30 triệu đấy. 30 triệu bố ạ. Mày có biết bố mẹ đã làm vất vả để kiếm ra đồng tiền nuôi mày không? Mày không biết tiết kiệm à? Mày cút ra khỏi nhà đi. Ôi bố. Đi ra khỏi nhà. Bố. Từ giờ không có bố con gì hết. Suốt ngày phá phách. Sao bố lại đuổi mình đi nhỉ? Mình là con trai duy nhất của bố mà. Bây giờ đuổi nó đi thì cũng không được. Cút nó lại đây bố bảo. Bố quay lại rồi. Chắc bố đổi ý rồi. Yeah. Bố bảo gì con đấy? Đây con cầm lấy. Wow. Ui không những bố đuổi con đi, bố còn cho con tiền nữa. Ui cảm ơn bố à. Đi rồi nha. Đứng lại. Đây là 100 nghìn cuối cùng bố đưa cho con. Con cầm 100 nghìn và đi ra khỏi nhà đi. Đừng có về cái nhà nữa. Còn mấy cái không giáo dục là không được. Anh ơi, anh có tiền không? Cho em xem ít. 1-2 triệu cũng được. Ôi trời ơi. Không em gì có tiền. Đi ra đi. Anh ơi, em đổi lắm rồi anh ơi. Em biết anh là người có tiền mà anh ơi. Ừ, em là người có tiền nhưng mà giờ hết tiền rồi. Đây. Đéo cái gì? Đây, có cái gì đâu? Cái này là cái gì? Đây, còn mỗi 100 này. Đuổi tiền gì mà đuổi. 100 mà còn ít. Bằng mấy tháng ăn mì tôm của em rồi đấy. 100 nghìn bố ạ. Ừ. Ừ. Xin. Bố cho mình mới 100 nghìn để ăn mà. Dù cái thằng ăn xin đâu ra đây. Mình chưa bảo mình chua lắm mà nó thật rồi. Ăn xin kiểu gì mà như ăn cướp vậy này. Bố đăng ký đứng lại. Hê hê, mình có 100 rồi. Mình sẽ mang 100 mày đi mua siêu thị để cho hàng hớt ăn. Yeah. Ôi dồi ôi, mình không ngờ lại có một ngành như thế này. Lại phải ăn xin à? Ăn xin như thế nào nhỉ? Hàng hồi hàm ăn xin kiểu. Ôi dồi ôi, lại ông đi qua lại bà đi lại cho con cái gì ăn nào. Ôi dồi ôi. À đúng mày rồi nha, gì? Mày trả tiền tao đây, mày 100 nghìn tao rồi. Ông ơi, nhầm nhận người rồi. Tôi làm gì nợ đàn ông cái gì đâu. Này đúng rồi, hôm loại cướp của nó 100 nghìn nha, trả tôi đi. 100 nghìn ăn hết rồi. Ai chết nhầm. Tôi làm gì nợ ông cái gì đâu. Không phải tôi đâu. Ui dồi, ông anh có đồng hồ xịn thế nhở? Thằng fake vào. Fake thì fake thế nào? Thằng thật đây, tôi nhà giờ mà đi hành fake á. Thằng fake chứ gì rồi. Thằng anh không, ông không tin à? Tôi tháo cho ông xem nhá. Có hàng hiệu chữ tên ký hàng hoay này. Đấy, ông nhập đi. Logo đồng hoàng nhá, smartwatch nhá. Smartwatch à? Hàng thật đấy, ông xem đi. Hàng thật đấy. Ừ, hàng thật đấy. À, để chung à? Đó là hàng thật. Rồi thôi, mất cả dép cả đồng hồ rồi, còn gì nữa đâu. Ơi bà ơi, cháu xin ít tiền bà ơi. Đấy, bà ơi. Tôi mày đang đi xin đây này. Ô, thằng Huy hả? Cũng nóng vậy, sao con lại ngồi đây này? Tớ, chuyện dài lắm cậu ạ, không kể được đâu. Ô, mà sao hôm nay cậu ăn mặc đẹp này? À, bộ quần áo này tớ mới vớ được thùng rác đấy. Nên là nó không rách dưới như mọi khi. Sao có đồ đẹp này hả? Thảo nào mà cậu xin cả tớ. Nhưng mà sao cậu lại ngồi đây này? Đây là địa bàn của tớ mà. Thật ra là tớ chơi điện tử bị bố đuổi ra khỏi nhà. Giờ đuổi năm hồi. Hay là cậu bị bố đuổi ra khỏi nhà mà không cho nghìn nào? Cho à, cho 100 nhưng mà bị cướp rồi cậu ạ. Nó cướp cả đồng hồ của tớ này, đồng hồ hàng hiệu tớ đây. Thằng này không xin phép tớ mà dám cướp đồ giữa ban ngày nhỉ? Ừ. Mà thôi, cậu không ở nhà đúng không? Cậu về nhà tớ. Cậu ở nhà từ bao giờ đây? Tớ chưa kể cho cậu biết à? Chưa. Ui giời ơi, nhà tớ xịn lắm. Xịn à? Xịn như thế nào? Nhà tớ hơi bị cao tầng luôn. Ôi. Mà rất là kiên cố, được xây dựng một cách rất là chắc chắn. Có cả ô tô đi trên mái nhà mà không làm sao hết. Container đi thoải mái luôn. Mà nhớ view còn siêu thoáng đãng, siêu đẹp, bể bơi ngay trước mặt luôn.
Ui, thế mình không về nhà nữa, chắc nhà bạn hàng to lắm đây. Thôi, đi luôn cậu ơi. Đi nhà tớ. Đi. Sao đến nhà tớ rồi? Ui, đường nhà cậu sạch sẽ đấy. Ừ, quá to, quá rộng, quá đẹp đẽ luôn. Ăn đến rồi. Đi ra. Đây, cậu nhìn đi cũng không vậy. Đây chính là nhà của tớ, cậu thấy thế nào? Đâu? Siêu to nhá. Nhà cậu đâu? Đây. Ô, cậu này á. Đây nha, đây chính là nhà tớ. Cậu muốn ở bao lâu cũng được. Cái gầm cầu này á? Ừ, gầm cầu mà. Ui. Gầm cầu thì sao, cậu thấy không? Vừa to vừa kiên cố, mưa không bao giờ rơi vào đầu cả nhá. Mà xe đi thoải mái ở bên trên, lúc nào cậu thích tắm cậu nhảy tòm phát xuống thế là tắm được luôn. Có mát nồng lộng không cần quạt, bốn hướng đâu không có tường, đây là điều hòa thiên nhiên luôn luôn mát. Đấy, xuống nhá. Rồi đấy, cậu cứ ở đây với tớ. Không những là quyền mà còn trao nhau những cái gì quý giá nhất. Hả? Hai cậu, hai cậu đổi đấy. Không phải, không phải. Nó chính là tên cướp ấy cậu ạ. Cướp hết tiền của tớ với cả đồng hồ của tớ này. Phải đếm cơm. Đây, đồng hồ tớ này. Đây à, đồng hồ tớ này. Đây, đây, thằng ghi hiệu luôn. Đây, chỉ là hiểu nhầm. Tớ biết cậu phải nào cũng ra đây, nên tớ lấy tiền của cậu mua đồ ăn cho cậu này. Cái đồng hồ này á, tớ mượn về nghiên cứu. Hôm nay trẻ. À mượn à? Mượn sao lúc không phải nói gì chứ, cướp mình như chưa trộm mì. Ô, nhưng mà còn cái dép của tớ nữa. Dép tớ đâu? Đây. Đây tớ cho bay cái này. Đủ hai chiếc nha, một chiếc đây một chiếc kia. Được. Thôi bây giờ chúng mình ăn uống đi nhà, mở tiệc ăn uống thôi. Gọi là hai đứa. À quên, giới thiệu với cú nóng vậy. Ừ. Đây chính là bạn Tùng Đen cùng hành nghề ăn xin với tớ. À xin cùng nhau à? Đây, coi như hôm nay chúng mình mở tiệc mì tôm chào đón thành viên mới cùng đi ăn xin chúng mình nhờ. Ngày mai có 3 đứa đi ăn xin đấy nhá. Nhớ là phải chia đều địa bàn đấy, không là cún nó không có gì nó ăn nhá. Ok. Đi nấu mì đi. Đi. Ui, bây giờ tớ mới để ý cái cậu này to thật đấy. To chứ, nhà quán tớ mà. Mà bây giờ đi đâu lấy nước rồi cậu? Kia đây. À, em mà múc thôi. Nước xuống dưới đấy á? Ừ. Ôi, nhưng mà trên kia ôn bồ à? Ừ, tôi kìa, đúng. Ui, đúng là nhà xịn nhờ. Ô tô đi trên luôn. À, quay lại chuyện vừa nãy là con bò nó biết giữ gìn vệ sinh chung lắm. Chắc không? Chắc. Đưa xuống nước về lấu, về tôm ăn đây. Hôm nay có cả xúc xích luôn. Yeah. Ngon. Rồi, bây giờ đợi mì chín thì mình sẽ nướng xúc xích. Ừ. Ăn mì ở ngoài này á, nó ngon hơn hạt chứ đúng không? Ừ. Kiểu thoáng đáng ấy. Cậu thấy không? Ăn mì tôm ở ngoài trời luôn. Giống kiểu mấy người nhà giàu các cậu hay ăn buffet ở ngoài trời ấy. Đúng rồi. Đúng không? Đây, bọn tớ cũng thế luôn nhá. Ăn, tất cả ăn mọi thứ đều ngoài trời nhỉ. Tùng quá trời Tùng nhỉ. Hả? Ăn ngon ở ngoài trời. Ăn ngon. Không biết là bao lâu rồi tớ không được ăn mì nữa. Ngon quá. Thế là bữa hôm nay ăn mì với à cậu? Ừ. Hôm nay may mà tớ trộm tiền của cậu mua được cả xúc xích mấy tương ớt đấy. Hôm nay anh em mình cố gắng trộm tiền của ai xong đi mua mì ăn nhỉ? Ừ. Không được đâu. Bọn mình là ăn mày. Không, nhưng mà tớ không chơi với cậu đâu. Tùng nha, cậu phải rút kinh nghiệm đấy. Ừ. Cậu phải giữ lại một ít liên xỉ nhá. Nhưng mà tại đói quá nên tớ túng ấy mà. Thôi không được làm liều. Liều được ăn nhiều lên này nhỉ? Liều được ăn nhiều này mà. Đấy, cậu thấy đẹp chưa? Đẹp. Đó, mát. Đấy, ô tô đi lại tí nữa nhá. Buổi tối nhá, đèn điện nó bật lên sáng trưng luôn. Thật á? Chẳng có muối nào đốt cả. Đấy, cậu thấy chưa? Từ nãy giờ cậu đã thấy con muối nào chưa?
Đó chưa? Đây. Nhưng ngứa thôi. Làm gì thì con mũi nào đâu đúng không? Tùng nhỉ? Mà thôi, trời sắp tối rồi. Mà mình đi ngủ đi. Tùng ơi, ăn no chỉ muốn buồn ngủ thôi. Ơ, đi cậu, hai cậu không tắm à? Tắm á, cậu muốn tắm à? Ờ, tối tất nhiên phải tắm chứ. Tắm đây. Ôi giời, bể bơi siêu to này tắm ở chỗ nào cũng được. Nhá, cậu muốn tắm đi tắm đi mà tới đi ngủ thì nhỉ? Ừ, mà tớ quen mấy bao nhiêu lâu rồi. Đó, bạn quen rồi. Ừ, nhưng mà mình tắm tớ sợ là tớ không tắm đâu. Mà mình sợ lắm. Thế thôi được rồi. À, tớ với mẹ Tùng dẫn cuốn xuống chỗ tắm nhá. Ừ, dẫn cuốn xuống tắm. Đi, tắm đi coi. Gớp kỳ chân tay. Ngày nào tớ cũng gội đầu ở đây nhá. Gội đầu nước này hả cậu? Ừ, tóc mượt cực cái này. Cậu gội thử xem. Cậu nhúng đầu xuống. Để con tớ gãi nhá. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.